Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyễn Family USA Vlog. Hôm nay là ngày nghỉ của Sương nên Sương sẽ ở nhà dọn dẹp mấy cái đồ ở trong nhà cô chú, clean up đồ. Tắt cái điện ở phòng đây chứ. Ăn cơm xong chưa con? Dạ chưa hả? Sao con để cái cơm nó xa vậy, sao không ăn? Chỉ có mỗi mình anh hai dậy thôi, còn em nó còn ngủ nè cô chú. Hello cô chú đi con. À, con chú. Ống cỡ. Nhỏ nhí nhà Sương nó còn ngủ. Bây giờ mà Sương sẽ rửa mấy cái táo này cô chú. Rửa mấy cái táo này cho nó sạch sẽ. Sương tranh thủ Sương dọn dẹp, để xíu nữa Sương còn phải làm lễ online nữa. 10 giờ là có lễ online cho nên Sương phải tranh thủ. Tranh thủ rửa mấy cái táo. Bây giờ có táo mấy hỏi nó ăn. Ngày qua tôi đi chợ tôi mua bó táo này nè cô chú. Táo này là táo Fuji, ăn rất là ngon luôn á. Con gái tôi nó mỗi ngày tôi mới cho ăn một trái. Nhóc bò nhà Sương nó không ăn táo mà nó ăn bơ á. Nhóc bò thì mỗi ngày ăn một cái bơ, còn nhỏ nhí thì mỗi ngày ăn một cái táo. Cái bự thì nó ăn nửa trái à, một trái ăn không hết. Chủ nhật nào cũng vậy cô chú, ngày ốp của Sương là Sương ở nhà dọn dẹp các thứ rồi tranh thủ đúng 10 giờ là có lễ nhà thờ online á, nên Sương phải lên đó xem lễ online. Mấy khi không có dịch đó thì chủ nhật nào 9 giờ cũng phải có mặt ở nhà thờ. Nhưng bây giờ có dịch, nhưng bây giờ đang dịch đó cho nên nhà thờ làm lễ 10 giờ. Mang nữa con. Đợi ăn có xíu cơm vậy. Em nó còn ngủ không? Hả? Hai nó buộc một chút xíu thôi hả? Rồi thằng các con nó ăn còn cơm còn nguyên si đổ đây. Thời gian bên Mỹ thì nó trôi nhanh lắm cô chú ơi, mới đây mà hết một tuần nữa rồi. Quần qua quần lại là hết năm bây giờ ạ. Chú xe với. Con phụ mẹ lên nóng thử phòng của em lại cho em ngủ nữa con. Con chơi đi, rồi xíu nữa khi nào em dậy rồi mẹ cho hai đứa coi Pháp. Hả? Ừ, thì em chỉ có dậy nên mẹ kêu con mà đóng cửa phòng lại cho em ngủ nữa. Ngày nghỉ của Sương là lúc nào Sương cũng bận rộn hết đó cô chú ơi, không có khi nào mà rảnh thơi hết á. Tranh thủ dọn dẹp một xíu đây chứ xíu nữa con bé nó dậy là nó kêu mẹ chơi với em. Thế là phải chơi với em thôi chứ để em nó một mình nó buồn. Nó chơi đó, nói chứ mình không chơi với chị nói bé đây. Chị khóc. Thôi tranh thủ dọn dẹp rồi làm xem lễ nhà thờ xong rồi chơi với con một xíu. Chứ ngày này Sương cũng đi làm hết đó, chỉ có nghỉ mỗi ngày chủ nhật thôi. Có mấy người bạn của Sương á hỏi Sương là Sương không có đi làm nữa hay sao mà làm YouTube, thì Sương nói là Sương vẫn đi làm bình thường mấy bạn ơi. Sương vẫn đi làm bình thường mỗi ngày. Ngày này Sương cũng đi làm hết á. Làm 6 ngày một tuần. Sương làm YouTube là vì Sương muốn làm để cho kỷ niệm của gia đình. Lúc con còn nhỏ á thì mình cứ quay mình để đó thôi, đâu có sao đâu. Công việc của Sương thì vẫn đi làm bình thường cô chú ơi, một tuần làm 6 ngày vẫn bình thường à. Sương làm YouTube để làm chơi thôi, làm cho gia đình, kỷ niệm gia đình thôi chứ cũng không phải là tập trung vô làm YouTube lắm. Vì YouTube làm mà đâu có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Nãy giờ Sương rửa chén xong rồi, để giờ Sương vô Sương coi cái máy giặt. Máy giặt tối hôm qua giờ nó khô chưa à? Mở cái điện lên cái coi. Cái này là cái máy sấy. Đồ nó sấy khô rồi. Ở nhà Sương á giặt á là khăn riêng, đồ người lớn riêng, đồ đi làm của Sương riêng và đồ của mấy đứa con của Sương riêng, chứ không có thể là giặt chung được. Đêm qua Sương giặt khăn rồi và Sương đã sấy khô rồi, bây giờ Sương lấy ra xíu nữa Sương đi giặt quần áo. Mình phải lấy mấy cái này ra chứ. Mấy cái này là mấy cái bụi này của chú mình phải lấy ra chứ không để nó hư máy. Đồ đi làm của Sương á một tuần mới giặt một lần, còn đồ của ông xã Sương á thì để nhiều rồi anh mới giặt. Tại đồ của Sương đi làm một tuần là phải giặt, tại vì một tuần Sương mặc rất là nhiều đồ để đi làm. Nhiều khi mùa đông á Sương mặc nhiều lắm, mặc 3-4 cái áo lận, với lại mặc 2 cái quần, một cái quần ôm ở trong với cái quần ở ngoài á, để không là nó lạnh. Ở bên này mặc đồ phải ấm á cô chú, không ấm là lạnh lắm. Thì bây giờ Sương ra ngoài gara Sương lấy đồ của Sương vô để Sương giặt ha. Đồ của Sương á mấy khi đem về là thay đồ bỏ trong đó. Để Sương nói cô chú biết là vì sao Sương ra ngoài gara Sương lấy đồ, là vì mỗi khi đi làm về Sương thay đồ Sương giục ngoài gara á, chứ không có dám đem vô trong nhà. Vì là từ lúc mà dịch bệnh tới giờ á là những cái đồ đi làm của Sương là Sương bỏ ngoài gara hết á. Bây giờ Sương lên lầu để giặt đồ đây. lắm lúc mà cho nó giặt thôi, mình đi làm công chuyện khác. Tranh thủ chờ cái máy giặt nó giặt thì Sương đi vô Sương xếp cái khăn đây. Còn có 10 phút nữa là nhà thờ làm lễ thôi, cho nên Sương tranh thủ để 10 phút nữa Sương vô Sương làm lễ cho kịp giờ lễ. Phòng đây là cái phòng của con gái Sương á cô chú. Ngày ớt của Sương á, ngày Chủ nhật có trôi qua nhanh lắm, không có thời gian để mà nghỉ ngơi luôn á. Nghỉ được phút nào là tranh thủ chơi với con giờ đó thôi cô chú. Chứ mấy ngày kia là Sương đi làm hết rồi. Sáng Sương đi làm, tối Sương mới về. Đâu có thời gian cho con đâu. Bỏ vô đây rồi mình lên, cái tủ để đồ mình. Bây giờ Sương rinh lên cái tủ để đồ để Sương cất cái mấy cái khăn này vô thôi cô chú ha. Ồ, nó nằm với ba lại hả? Trời ơi trời. Anh hai nãy ngủ dậy chung với mẹ rồi, bây giờ lên nằm lại ôm ba. Ba đang ngủ với em. Cái thằng chó con của Sương á, nó ngủ mà nó thấy mẹ dậy là nó rụt nó dậy theo à. Cái tủ này là chuyên để khăn, mền, gối. Khăn, mền, gối, ra giường. Ra giường, áo gối cô chú. Chú xem nè. Cô chú xem nè, hồi lúc Sương mới ở Việt Nam qua, Sương mua cho 100 cái khẩu trang như gì nè, hai màu, màu đầy với lại cái màu đây. Chú thấy không? Sương kêu mẹ Sương mua cho Sương 100 cái. Mà mang được đâu có mấy năm ạ. Đây, mấy cái này là còn mới nha. Mấy cái này còn brand new hết á, còn mới hết á. Sương chưa có dùng lần nào luôn, họ còn cột nè. Sương dùng đâu được vài chục cái, trời ơi thấy nó nóng quá. Xong rồi không có dùng nữa, còn để nguyên suy lại đó. Bây giờ dịch bệnh á, mà mang cái đó nó cũng nóng quá mà nó đâu có bảo vệ được mình đâu. Mang khẩu trang y tế thì mang xong mình giục. Còn mang khẩu trang này á, giờ mình giặt nữa, thôi. Giặt cũng như không mà, nên thôi khỏi để Sương mang khẩu trang y tế. Sương mang xong Sương giục. Nó mắc hơn một xíu nhưng mà nó an toàn. Với lại mấy cái chỗ bệnh viện á, họ đâu có cho phép mình mang khẩu trang vải đâu. Tại người dân mình thích mang vậy thôi chứ. Khẩu trang vải không có an toàn. Mang khẩu trang y tế á, xong rồi mình mang xong mình lấy mình giục thôi. Nó mắc hơn một xíu nhưng mà nó an toàn. Hồi nãy Sương rửa táo để đến đây nó khô rồi, bây giờ Sương qua bên kia Sương chất. Đây cô chú, cái khay để táo của Sương đây. Cái rổ để đựng trái cây của Sương này. Bơ của anh hai hết rồi, còn có một trái à. Chút xíu nữa phải đi mua bơ cho anh hai. Đây là cái kệ đựng trái cây của Sương. Nhà xưa lúc nào cũng phải có cam hết á, vì cam có vitamin C á, cho nên ăn cam nhiều tốt. Hai đứa con của Sương á, sáng nào trước khi đi học ăn cơm xong rồi bắt cho một ly cam uống, trước khi đi học đó cô chú. Thôi bây giờ cũng đã tới giờ Sương phải đi làm lễ online cho nhà thờ rồi, bây giờ Sương xuống ở dưới lầu Sương làm lễ đây ha. Cảm ơn cô chú đã theo dõi kênh của Sương và hẹn gặp lại cô chú những video tiếp theo. Bye bye.